Hiện nay đi đặc sứ 2. Bạn à? Bởi đi đâu bạn đấy? Đi đánh cầu lông. Số lớn tưởng ai có đọc thế? Thôi, đặc ở đấy mà. Đấy đặc lắm. Trẻ lên đi nở thì chả. Mất tổ tinh trắng. Thôi không? Chào các bạn, mà là mình đây. Hôm nay mình sẽ về một cung nhím. Rất là đẹp nhớ. Có thể cần đi đấy không? Được. Nhưng mà mua bánh như năng để thấy. Được không? Để xuống máy công tên, cắt bằng tay. Băng kẹo nữa. Cắt được 8 phút nữa. Xong rồi bao giờ?
Đẹp lắm. Bye, Lord. Sống rắn đôi chứ nữa.
Mì lớn bò à? Bò. Vậy đi. Trời ơi, các bạn đang đi đâu mà. Cùng lắm mẫu. Nhưng mẫu này hơi thấy kỳ cục. Gừng khô rồi, cái lý thì khô luôn rồi. Ôi sao bây giờ muốn hết khóc. À, có tin lưu ở tí. Ừ. Ây da. Anh lăng.